mà để nhìn học. Vâng, cảm ơn cái chia sẻ của thầy Thành ạ. Thì trong những cái phần mà thầy Thành nói, thầy Thành nhắc rất là nhiều tới những cái vấn đề về chính sách, xã hội học hay là vấn đề pháp lý. Vậy thì em mời thầy Đáng mình có thể chia sẻ là với hiện tại thì chúng ta về mặt góc nhìn xã hội, góc nhìn chính sách đó, thì mình đang đối xử với kinh tế vỉa hè như thế nào, và trong tương lai thì nó những có những xu hướng đối xử với nó như thế nào? Vâng, xin chào tất cả mọi người. Như chị Giang và tiến sĩ Thành đã trình bày thì về bản chất của cái kinh tế vỉa hè, chúng ta từ góc độ quản lý công thì chúng ta sẽ thấy tại sao nó tranh cãi và tại sao nó gây tranh cãi và gần đây nó nóng hơn. Là bởi vì về bản chất như tiến sĩ Thành đã nói, bản chất là cái kinh tế vỉa hè là chiếm dụng cái không gian công cộng để tìm kiếm cái lợi ích cho cá nhân, bản chất nó là như thế. À, xung đột luôn lợi ích là giữa cái lợi ích công cộng, cái vỉa hè nó là một cái không gian công cộng, nó là lợi ích công cộng. À, nhưng mà một số hộ gia đình hoặc cá nhân là những người mà chiếm dụng cái không gian đấy để kinh doanh, để đem lại lợi ích cho mình là cái gọi là tìm kiếm lợi ích cá nhân. Thế cho nên chính vì thế cho nên là cái quan điểm mà gọi đòi dẹp cái kinh tế vỉa hè nói rất mạnh, nhưng mà ngược lại cái quan điểm muốn bảo vệ kinh tế vỉa hè thì rất rón rén. Chính là bởi vì sao? Bởi vì cái quan điểm muốn dẹp nên là dựa trên cái lợi ích công, cho nên họ nói rất mạnh được. Còn cái quan điểm muốn giữ lại thì thực ra là sẽ yếu hơn, bởi vì chủ yếu là dựa vào góc độ văn hóa. Đấy, góc độ văn hóa, thế cho nên là sẽ yếu hơn. Cho nên chúng ta thường thấy là cái quan điểm gọi là muốn dẹp đi thì là sẽ nói mạnh hơn trên truyền thông. Đấy. Nhưng mà cái vấn đề này thì về mặt xã hội học thì chúng ta thấy là cái hiện tượng kinh tế vỉa hè nó không chỉ ở Việt Nam, ở nhiều nước xung quanh chúng ta, đặc biệt là các nước đang phát triển, các cái xã hội đang phát triển, thì cái kinh tế vỉa hè này nó là một cái đặc thù rồi. Mà với những cái nước mà có truyền thống văn hóa tiểu nông như Việt Nam thì kinh tế vỉa hè nó lại càng rầm rộ hơn. Đấy, bởi vì chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi, cái khu vực chính thức cũng chưa hút được hết được cái lực lượng lao động. Đấy, trong khi bản thân lực lượng lao động chất lượng thì cũng khó cạnh tranh trên thị trường. Thế những người mà khó cạnh tranh thì sẽ tìm đến các cái cơ hội trên kinh tế vỉa hè. Đấy, cũng như là và cái về sự tồn tại dai dẳng của kinh tế vỉa hè nó không đơn giản thuần là do chủ đích của những người muốn tìm kiếm lợi nhuận, tìm kiếm lợi ích ở cái chiếm dụng không gian công cộng, mà về mặt xã hội học thì sẽ thấy là ngay khi người dân ở đô thị, các cái đô thị của Việt Nam bản thân là một cái đô thị của nước đang phát triển, và cái những người dân ở đô thị đấy vẫn chưa bỏ được cái thói quen mua sắm từ cái kinh tế vỉa hè. Thí dụ như thói quen tiện lợi, đúng không ạ? Cái kiểu tiện lợi, không đi ra siêu thị, không ra trung tâm mua sắm lớn đâu. Chứ ở các nước phát triển thì là họ thường là cái thói quen mua sắm là ở các trung tâm mua sắm cơ, chứ họ không mua cái kiểu đỗ xe máy rồi xong là tiện tay là mua. Thì làm sao cái sự tồn tại dai dẳng của kinh tế vỉa hè, như tôi muốn nói lại là nó là một đặc thù của một cái nước đang phát triển, một cái xã hội đang chuyển đổi, đang trong tiến trình hiện đại hóa. Thứ hai, nó là cái sự kết hợp của hai chiều. Chiều một là cái lực lượng lao động yếu thế tìm kiếm được cái công việc phù hợp với mình. Đấy. Cái chiều thứ hai đó là cái nhu cầu sẵn có của bộ phận cư dân ở các cái thành thị ở Việt Nam. Đấy. Với tư cách là một đô thị của một cái nước đang phát triển, nó chưa phải là đô thị của một cái nước công nghiệp phát triển như ở các nước phương Tây. Nên cho nên nó tồn tại rất là dai dẳng, rất là dai dẳng. Vẫn một cái câu hỏi thứ hai về mặt xã hội học tôi muốn chia sẻ đó là tại sao gần đây những cái tranh cãi về vỉa hè lại rộ lên và có những quan điểm cứng rắn hơn và mạnh mẽ hơn trong việc là muốn dẹp cái kinh tế vỉa hè, thậm chí là dùng những cái câu từ câu chữ nó hơi, tôi cho là hơi hơi nặng nề với lại bộ phận kinh tế vỉa hè. Thế thì về mặt xã học thì có thể nhìn thấy ngay là ở các đô thị Việt Nam hiện nay, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mới đến Hà Nội, thì cái bản chất của cái ẩn đằng sau cái tranh cãi và cái quan điểm mạnh mẽ muốn dẹp cái kinh tế vỉa hè đó là nó phản ánh một cái thực tế xã hội, đó là cái sự bất bình đẳng xã hội nó đã gia tăng lên rất là khá là lớn. Cái bất bình đẳng rất là lớn, cho nên là cái bộ phận dân cư ở cái tầng trên sẽ có kỳ vọng về một cái đô thị hiện đại, văn minh, sạch sẽ. Thế cho nên là họ sẽ nhìn cái bộ phận kinh tế vỉa hè đấy rất là thiếu thiện cảm. Đấy, và cái lực lượng hay là cái quan điểm của những người có quyền lực ở đây không phải là chỉ là những người có chức quyền đâu, mà là những cái bộ phận gọi là tầng lớp dân cư giàu có hơn. Đấy, có điều kiện thuận lợi hơn và ngày càng tăng, cái bộ phận đấy ngày càng tăng, thì cái quan điểm muốn có một cái gọi là đô thị hiện đại và văn minh nó ngày càng mạnh, nó càng mạnh. Và muốn hiện đại văn minh thì rõ ràng họ sẽ ủng hộ mạnh mẽ hơn cho cái việc là dẹp bỏ kinh tế vỉa hè. Và bởi vì họ là cái tầng lớp, cái nhóm xã hội có quyền lực ở trong cái cấu trúc xã hội, cho nên là cái tiếng nói của họ xuất hiện nhiều hơn ở trên truyền thông, tiếng nói của họ xuất hiện nhiều hơn ở trong các nghị trường.
Đấy, bởi họ có nhiều cách để tiếp cận. Trong khi đó những bộ phận như là hàng rong hay là bán rong rồi là bán vỉa hè thứ thì tiếng nói là sẽ yếu thế hơn, cho nên ít xuất hiện hơn. Thế thì tôi từ góc nhìn xã hội tôi nhìn thấy rằng là khi mà cái tranh cãi về kinh tế vỉa hè này nó rộ lên, và đặc biệt cái quan điểm gọi là muốn dẹp nó mạnh lên, thì tôi nhìn thấy được là cái đấy là chỉ báo cho thấy cái sự bất bình đẳng xã hội nó gia tăng ở trong một cái cộng đồng đô thị nào đó, cụ thể như là thành phố Hồ Chí Minh. Và cái quan điểm mà muốn dẹp là quan điểm của cái nhóm xã hội có thể nói là có quyền lực. Quyền lực ở đây là giàu có, đúng không? Học vấn cao hơn, khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị trường, điều kiện mọi thứ là tốt lợi hơn, và họ kỳ vọng về một cái đô thị hiện đại. Tuy nhiên cũng từ góc nhìn xã hội thì chúng tôi nhìn cái kinh tế vỉa hè với góc nhìn là nhóm xã hội, thì phần lớn sẽ là kinh tế vỉa hè thì có hai dạng. Một dạng là gọi là kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, từ nhà mình bước ra vỉa hè như là tiến sĩ Thành đã nói. Cái nhóm thứ hai cũng rất đông đảo, đó là bộ phận dân di cư từ các cái địa phương mà có cái sự chênh lệch quá lớn giữa cái trình độ phát triển giữa các địa phương đến với lại các trung tâm đô thị như là thành phố Hồ Chí Minh. Thế cho nên là tôi cho rằng kinh tế vỉa hè nó có thể không quan trọng lắm về mặt cấu trúc nền kinh tế, nhưng mà về mặt gọi là về mặt xã hội thì tôi cho rằng nó sẽ rất quan trọng với cái nhóm xã hội yếu thế đấy. Bởi vì thực tế chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi tiếp xúc này là đấy là một cái nguồn sống có thể nói là rất là quan trọng với lại những cái người mà họ từ nông thôn di cư ra thành thị, có thể di cư con lắc hoặc di cư thế nào, nhưng mà nó là một cái nguồn sống mà ở ở quê họ họ không thể có được. Đấy, thế thì làm thế nào về mặt quan điểm bây giờ chúng ta thấy được một cái thực tế nó là như vậy. Đấy, thế thì tại sao trước đây cũng có kinh tế vỉa hè cũng có, nhưng mà không gay gắt như bây giờ mà bây giờ lại ngày càng có vẻ gay gắt. Thế thì bây giờ quan điểm thế nào? Một cái quan điểm mà cả hai quan điểm hiện nay tôi cho đều là hơi cực đoan. Một là muốn dẹp hẳn. Đấy, dẹp hẳn là mạnh. Hai là muốn bảo vệ và duy trì nó với tư cách là một nét văn hóa, hay là một cái gọi là cái bảo vệ sinh kế của nhóm ưu thế. Đấy, nhóm số đông ưu thế. Thì cả hai quan điểm đấy tôi đều cho rằng là hơi cực đoan. Đấy, thế thì chúng ta cần một cái cách tiếp cận về quan điểm chính sách đó là linh hoạt hơn, mềm dẻo hơn, dựa trên những cái quan sát ở các nước phát triển. Đấy, cá nhân tôi thì cũng có những thời gian trải nghiệm ở Úc cũng như ở Mỹ thì tôi thấy là họ vẫn có. Đấy, nhưng tất nhiên nó không như ở chúng ta. Họ không kinh tế vỉa hè của họ không trở thành cái vật cản của ách tắc giao thông, gây ra ách tắc giao thông, không thành cái gọi là nhếch nhác của đô thị. Họ không 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 để tình trạng đấy. Đấy, thế thì đúng là cái gọi là hàng rong hay là bán vỉa hè ở các như chị Giang đã trình bày ở San Francisco, hay kể cả là tôi đi ở kể cả Las Vegas hay là Los Angeles thì đều vẫn có thể chứng kiến. Chúng tôi vẫn mua cái loại thực phẩm gọi là street food hay food cart đấy, tức là cái xe đẩy bán hàng đấy để ăn cho nó vui. Thế thì vấn đề là bây giờ chúng ta quản lý can thiệp như thế nào? Thì tôi theo cái quan điểm là linh hoạt và từng bước chúng ta không có rụp được cái gì được cả. Bởi vì chúng ta đã nói mạnh đến mấy và muốn thực tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng muốn làm mạnh, nhưng làm mạnh rồi là làm dẹp rồi thì hôm sau người ta lại ra. Lúc này có cán bộ thì người ta có thể ẩn đi, còn lúc khác thì người ta lại ra. Bởi vì cái nhu cầu của xã hội là làm sao nó vẫn có, cho nên là rất là khó dẹp. Cho nên quan điểm cực đoan tôi cho rằng là không nên là tìm cách là quét sạch là không được. Không được. Đấy, mà ngược lại là chúng ta để như hiện nay thì cũng không được. Đấy, rõ ràng là xã hội tiến đến tiến bộ và văn minh thì không thể để cái tình trạng là tự do tùy tiện, rồi là chỗ nào cũng họp chợ được, chỗ nào cũng có thể mua bán được. Đấy, và chỗ nào cũng thể đỗ lại được, thì nó như thế là không ổn. Thế thì cái về mặt can thiệp của chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền địa phương, cấp quận, cấp phường ấy, thì tôi cho rằng là cần linh hoạt. Đấy, và gần đây tôi cũng đọc, tôi cũng thấy thành phố Hồ Chí Minh cũng có làm. Thứ nhất là chúng ta tìm ra không gian để cho những người đấy có thể họp họp chợ, nhưng cũng rất khó bởi vì cái hàng rong này đôi khi nó lại là làm vào len lỏi vào các ngõ ngách, nó len lỏi đi ở trên các cái rẽ đường để làm sao người ta tiện lợi người ta mua được, còn cái không gian riêng biệt một cái mảnh đất rộng nào đấy thì có khi lại cũng không phải là phù hợp. Đấy, quan điểm tôi thì là chính quyền có thể phải linh hoạt ở cái cách là thứ nhất là đặt ra những cái tuyến phố là tuyệt đối không được cấm, không được bán hàng rong, không được lấn chiếm. Đấy, những cái tuyến phố nó liên quan đến thể diện của thành phố chẳng hạn, đúng không ạ? Nó là hình ảnh, nó là trung tâm. Đấy, cần một cái sự tuyệt đối nghiêm túc. Tuy nhiên với những cái khu phố mà không phải trung tâm đấy, và nó ở ngoại vi hơn, nó không quá ảnh hưởng đến 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 cái sự vận hành của một cấu trúc đô thị, thì chúng ta vẫn có thể là linh hoạt chấp nhận bằng cách là quy định theo thành khu, thứ hai là quy định theo khung giờ. Đấy, những cái cách đấy chúng ta tôi tin cũng đã làm rồi, vấn đề là bây giờ có nó bài bản hơn thôi. Đấy, thế thì đến một cái trình độ phát triển nhất định, khi mà thành phố nó hiện đại hóa
tự nhiên cái nhu cầu của người dân ở thành phố nó giảm đi về cái kinh tế vỉa hè đấy, thì tự khắc nó sẽ dần dần nó giảm đi thôi. Tôi cho là nó theo sẽ theo quy luật. Dạ vâng, em cảm ơn thầy Đáng ạ. Thì lúc nãy thầy Đáng có nói là những cái xu hướng mà bảo vệ kinh tế vỉa hè nó thường là những cái quan điểm rất là gót ghém, do là nó chỉ dựa vào văn hóa thôi. Thì không biết là với quan điểm của thầy Thành và chị Giang sao, chúng ta có những cái gì để bảo vệ kinh tế vỉa hè, nên giữ kinh tế vỉa hè mà không phụ thuộc vào văn hóa không? Tại vì nếu mà mình quan tâm tới chủ đề này và đọc báo trên internet nhiều thì thấy là rất là nhiều bài báo dựa vào văn hóa để bảo vệ kinh tế vỉa hè. Vậy thì câu hỏi đặt ra đây là nếu mà không dựa vào văn hóa thì còn lý do gì để mình bảo vệ kinh tế vỉa hè không? Em mời chị Giang hoặc là chị Thành. Cái thì rất là rõ, tất cả như là anh Đáng rồi chị Giang chia sẻ và cả tôi nữa, thì khi nhìn cái vỉa hè, một cái hàng hóa công như vậy, hay nhìn kinh tế vỉa hè, thì đằng sau đấy là ta thấy cái chiều dài phát triển của một cái quốc gia, của một cái đô thị. Và như vậy là nó rất gắn với văn hóa, và văn hóa thật ra nó là, nếu mà khái niệm rộng thì nó là tất cả các hoạt động của con người, nhưng mà nó gắn với một cái từ rất quan trọng là nhân văn. Thế còn nếu mà theo nghĩa hẹp thì văn hóa là cách ứng xử đó, cách tương tác giữa con người, mà người ta nhìn thấy ở đấy là cái sự tử tế đó, nôm na như vậy, nếu theo nghĩa hẹp một chút. Thế thì cái giá trị của cái kinh tế vỉa hè, thứ nhất tôi phải mở rộng, nó không đơn thuần chỉ là những người hàng rong, những người dắt xe đạp trên các tuyến phố bán hàng, hay là đặt một cái bàn, một cái rổ ở trên một cái chỗ nào đó ở vỉa hè bán, mà kinh tế vỉa hè nó rộng hơn, nó rộng hơn. Đấy, nó câu chuyện nhỏ nhất, rộng hơn và nhỏ mà chúng ta thấy, tức là các gia đình có cái mặt tiền nối với vỉa hè làm kinh doanh đó. Hay là nếu mà nhìn rộng nữa thì đấy là những cái khu đất, những cái vùng mà thành phố hay là nhà nước cho phép đấy, trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là thời gian, có thể là theo năm tháng, có thể là theo giờ, được kinh doanh. Thế thì những người ở nơi khác họ có thể là đăng ký họ kinh doanh ngay ở cái chỗ ấy đó. Đấy, cái giờ đấy, cái khoảng đấy, ví dụ như là quảng trường, quán cà phê, các cái hoạt động vui chơi giải trí khác. Đó. Tức là trong một chừng mực nhất định, họ được quyền sử dụng như là một cái tài sản. Nôm na là tư. Đó. Thế thì cái lợi ích mang lại ở kinh tế là công ăn việc làm, là kinh doanh, đúng không? Là tăng trưởng, là thuế, bởi vì nhà nước có thể thu thuế, nhà nước càng đàng hoàng minh bạch bao nhiêu càng thu thuế. Và không nhỏ, theo những cái tính toán ước tính ở một số thành phố ấy, thì kinh tế vỉa hè nói theo nghĩa khá là đầy đủ như tôi nói vừa rồi, thì nó chiếm một cái tỷ lệ không nhỏ trong cái GDP, trong cái nền kinh tế của một quốc gia khác. Các bạn hãy hình dung cái kinh tế ban đêm ấy, thì nó rất gắn với lại cái việc mà các cái không gian công được sử dụng vào ban đêm, từ chợ, từ phố vui chơi cho ban đêm. Nhưng mà Việt Nam bây giờ rất muốn phát triển du lịch ban đêm chẳng hạn, và trên thực tế thì một số thành phố đã bắt đầu rồi từ những năm nhiều năm nay rồi, cho nên là ý nghĩa của nó là khá lớn và con số là không nhỏ, đúng không? Đặc biệt nếu mà cái thành phố ấy lại là cái điểm hút của khách du lịch trong nước, ngoài nước. Thế nhưng mà một cái ý rất quan trọng mà chúng ta đã chia sẻ là chúng ta không thể tách hoàn toàn cái văn hóa, cái truyền thống với cái kinh tế. Thế nhưng giá trị văn hóa theo cái nghĩa hẹp, nó đúng như anh đang nói là tốt, nói tức là nó thay đổi theo thời gian, đúng không? Thay đổi theo thời gian. Có thể nói nôm na này, bây giờ chúng ta đi đến một cái phố mà tối ấy được phép sử dụng vỉa hè để ăn lẩu, Hà Nội rất nổi tiếng, các bạn trẻ rất thích ăn ở đấy, nó trở thành một cái nét tạm gọi là văn hóa bạn trẻ Hà Nội. Thế nhưng mà có thể 10 năm tới, 15 năm tới, cái hành vi, cái cách sống như vậy,
có thể nó không còn là một cái trào lưu, một cái giá trị mà các bạn theo nghĩa là các bạn trẻ theo đuổi rồi. Thì nó tìm cách khác, có thể là các bạn lại thích trao đổi ở các quán cà phê trong những cái khu nhà hoặc là những cái shop nhỏ nhưng mà rất là văn minh, kiểu như thế. Đấy, không ai định đoạt được trước. Thế nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh ba điều: dù thay đổi, dù là chính sách, dù là văn hóa, dù là kinh tế, thì cái từ đầu tiên mà tất cả chúng ta đều nói đó là với một cái xã hội đang phát triển rất là nhanh, đấy, không phải chỉ Việt Nam, nó không phải chỉ các nước đang phát triển, cả nước phát triển, thì bao giờ cái agile, tức là cái linh lợi, cái linh hoạt là cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai, lợi ích thì phải là xem xét giữa cái kinh tế và ứng xử, có thể truyền thống, có thể văn hóa, đó. Hai cái không thể tách, nhất là khi nói về về kinh tế ở một thành phố. Đấy. Nếu nói rộng nói hẹp là kinh tế vỉa hè, là ứng xử với cái hàng hóa công cộng là vỉa hè. Thứ ba, vì nó là động, kinh tế là công ăn việc làm, thu nhập thì nó không động, nhưng cái cách kinh doanh, cái cách ứng xử nó là động, nó sẽ thay đổi. Thế nhưng mà dù thay đổi thế nào thì nó có hai cái từ chốt ở trong khái niệm văn hóa, nếu theo nghĩa rộng, rất quan trọng, tức là tất cả hoạt động loài người, hay nói là tất cả những cái sáng tạo của loài người, và cái từ thứ hai là nhân văn, tức là nó luôn luôn thúc đẩy cái sự sáng tạo. Đừng nghĩ là kinh tế vỉa hè không sáng tạo, các cái mô hình kinh doanh như thế rất sáng tạo đó. Chính sách cũng vậy, và cái thứ hai là cái chất người nó phải cao, và khi như vậy thì chúng ta đảm bảo được cái tính nhân văn, cái chất người, thì chúng ta sẽ né tránh được hoặc là giảm thiểu được những cái xung đột giữa các nhóm khác nhau, đúng không? Giữa cách nhìn khác nhau, và cái ấy nó cùng với thời gian nó luôn luôn tồn tại, nhưng vấn đề cái xung đột ấy nó không gây thành những cái tác động xấu hoặc là rất rất tiêu cực, mà nó được tối thiểu hóa cùng với cái sự vận động theo cái nghĩa tích cực của cái vỉa hè, của cái kinh tế vỉa hè của một cái đô thị. Dạ vâng, em cảm ơn thầy Thành. Không biết là chị Giang có bổ sung cái gì cho phần này không chị? Chị nghĩ là những cái lý do mà nền kinh tế vỉa hè nên tồn tại mà không không phải là văn hóa, ngoài văn hóa ra. Thì giống như thầy Thành với lại anh Đáng cũng đã nói đó, mình ở trên cái góc độ là thẩm mỹ kiến trúc thì mình muốn giữ lại cái đặc thù, thì cái đặc thù đó nó là văn hóa rồi, và cái văn hóa nó mang nghĩa là thì ngoài cái yếu tố văn hóa thì còn cái yếu tố là yếu tố kinh tế, thì thầy Hành cũng đã nói tức là kinh tế vỉa hè nó đóng góp một phần rất là lớn. Thật sự thì lớn là lớn bao nhiêu, thì hồi nãy cũng có một bạn đặt câu hỏi là nó là lớn bao nhiêu và đã có thống kê chưa, thì mình nghĩ là đang không có cơ sở, tại vì những người mà làm bán kinh tế vỉa hè thì thường là những người thu nhập thấp, những người ở những vùng dân cư, tức là họ di cư vào, cho nên là về hộ khẩu hay giấy tờ mọi thứ rất là khó để mà thống kê. Nhưng mà đều ai cũng công nhận đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là yếu tố kinh tế. Và ngoài ra đó còn là cái yếu tố giao lưu hàng hóa, giao thông hàng hóa, bởi vì có những cái mặt hàng mình không thể nào mình mua ở trong siêu thị, mình chỉ ra ngoài vỉa hè mình ăn, thì đó là mình hơn chị đang bị lấn sân qua kinh tế và xã hội học. Nhưng mà chị thấy là ngoài cái yếu tố văn hóa thì cái yếu tố về kinh tế là chắc chắn, nhưng mà cái yếu tố về về chọn lựa hàng hóa, lưu thông hàng hóa, thì có những cái món mà làm sao mà mình có thể vô siêu thị, cho dù nền kinh tế nó có đi, nó có phát triển lên thì cái bậc nào nữa, thì cái vỉa hè nó vẫn tồn tại những cái sản phẩm mà ở cái siêu thị, ở những cái mini mart, những cái convenience store nó không có, bởi vì người ta làm mà mỗi ngày người ta làm mà người ta chỉ cung cấp đúng cái số lượng đó thôi, thì không thể nào mà thành một chuỗi cung ứng để mà đưa vào siêu thị, đưa vào những cái cửa hàng tiện lợi được.
Thì đó là ba yếu tố mà chị nghĩ là tới thời điểm hiện nay thì chị nghĩ là ba yếu tố. Rồi có thể là những cái góc cạnh khác nhau ở những cái chuyên gia khác thì họ sẽ có những yếu tố khác. Vâng, cảm ơn chị ạ. Hồi nãy thì chúng ta biết là hiện tại đang có hai quan điểm khá là cực đoan với nền kinh tế vỉa hè, đó là dẹp hẳn và giữ nguyên. Thì em nghĩ là bây giờ mình có thể đi vào phân tích hai cái quan điểm này. Với cái quan điểm dẹp hẳn á, thì nó có những cái ưu điểm nào và nó có những cái nhược điểm nào để người ta gọi là nó cực đoan? Em mời thầy Đáng ạ. Cái quan điểm gọi là có thể nói là quan điểm cứng rắn là muốn dẹp ấy, thì họ có cơ sở của họ. Họ có cơ sở là bởi vì sao? Bởi vì kinh tế vỉa hè là chiếm dụng cái không gian công cộng, tức là xâm phạm cái lợi ích công cộng, cho nên là chính quyền có thể dùng những biện pháp cưỡng chế để dẹp cái đấy. Đấy, tức là xét về mặt gọi là cơ sở để cho cái quan điểm của cứng rắn, thì tôi nói là họ có cơ sở đúng đắn. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản là anh kinh doanh trên vỉa hè là anh chiếm dụng cái, anh xâm phạm cái lợi ích công cộng, thế cho nên là chính quyền hoàn toàn có thể can thiệp mạnh được. Đấy, thì đấy là cơ sở của nó. Tuy nhiên cái gọi là nếu như gọi là ưu điểm của cái quan điểm cứng rắn này là gì, thì chúng ta cũng nhìn thấy ngay ưu điểm đó là sẽ đầu tiên là cái bộ mặt đô thị, cái gọi là quản lý đô thị nó sẽ gọn gàng hơn, đẹp hơn, đấy, sạch sẽ hơn, đấy, nhìn có vẻ văn minh hơn, thông thoáng hơn, đó ngoài thế rất nhiều cái ưu điểm về hình ảnh, về giao thông đi lại, đấy, và thậm chí là an ninh trật tự, đúng không ạ? Rất nhiều cái nơi là kinh tế vỉa hè rồi tụ tập ăn uống rồi nhậu nhẹt rồi khó quản lý, sinh ra là rất nhiều cái vấn đề phức tạp. Thế thì dưới góc độ lợi ích công thì chính quyền nếu như họ là gọi là thuần túy chỉ nhìn đến cái ưu điểm đấy thì hoàn toàn là họ có thể làm được. Đấy, tuy nhiên cái gọi là cái mặt trái của nó hay cái gọi là cái hệ quả tiêu cực thì chúng ta nhìn thấy ngay, đó là nó sẽ làm thứ nhất là làm ảnh hưởng đến cái nguồn sống, cái nguồn thu nhập của một bộ phận dân cư. Đấy, đặc biệt là cái nhóm mà gọi là di dân vào là nhóm ưu thế, nhóm nghèo. Đấy, thì gần như là họ chỉ có cái việc đấy. Nếu mà chặn đi rồi, dẹp đi rồi thì họ không, chưa chắc họ đã biết làm cái việc gì khác. Đấy, rất hay có thể sinh ra, từ đó nó có thể sinh ra những cái, tôi thì nhìn thấy ở đây là những cái người mà có gọi là có nhà và có vỉa hè rồi lấn chiếm một tí thì sẽ chịu ảnh hưởng ít hơn là những cái người mà gọi là di cư vào, di cư thuê nhà ở đâu đó xong đó là bán rong hàng ngày trong tối lại về. Thì những người đấy là cái nguồn sống của họ rất là bấp bênh. Thế cho nên là về mặt kinh tế thì gọi là thiệt hại thì tôi không dám bàn bởi tôi không có dữ liệu thống kê. Nhưng về mặt xã hội học thì sẽ thấy ngay rằng là nếu làm cứng quá, cứng rắn quá thì rất có thể nó đẩy đến những cái gọi là cái căng thẳng hay cái mâu thuẫn xã hội không cần thiết, không lường trước được. Bởi vì sao? Bởi vì cả một lực lượng lao động thế hàng ngày đông như thế, đúng không ạ? Và bây giờ tự nhiên là làm cứng quá thì họ sẽ làm gọi là làm chặt chẽ quá và họ không còn cách nào khác nữa thì sẽ rất dễ là nảy sinh những cái căng thẳng. Một cái căng thẳng đầu tiên là gì? Cấm lúc này thì tôi trốn đi. Đấy, đến lúc khác không cán bộ đi là tôi lại xông ra. Đấy là những cái biểu hiện của cái căng thẳng đầu tiên. Còn sau đấy thì có thể là vì cái mưu sinh, vì cái nguồn sống duy nhất chẳng hạn, thì rất nhiều người có thể có những cái hành xử cực đoan hơn. Đấy, về mặt xã hội là tôi cho rằng nếu làm gọi là mạnh tay quá thì rất có thể sẽ gây đến những cái gọi là căng thẳng xã hội, tôi cho là như vậy. Đấy, dựa theo cái gọi là cái quy luật vận động của xã hội thì khi mà nó cái kinh tế vỉa hè nó là một cái thực tế, nó đáp ứng cái nhu cầu của cả cư dân đô thị, của cả người lao động yếu thế, và cái sự tồn tại của nó là như chị Giang đã chỉ ra rất nhiều là nó có cái như vậy. Thế cho nên nếu khi người ta làm mà ta cực đoan quá thì rất dễ có thể dẫn đến những cái đổ vỡ trong quan hệ xã hội, những cái đổ vỡ trong quan hệ xã hội, trong cái cách nhìn, trong cái quan hệ giữa người dân với chính quyền, rồi là quan hệ giữa người dân nhập cư với lại người dân ở thành phố tại đó. Thế cho nên là cái tôi không ủng hộ quan điểm cực đoan là dẹp hoàn toàn. Đấy, tất nhiên cũng không thể thả lỏng như hiện nay. Tôi quan điểm là như cũng như tiến sĩ Thành đã nói là hết sức cần cái sự thích ứng linh hoạt. Đó, linh hoạt làm sao đó phân loại ra kinh tế vỉa hè, không thể dùng chung một cái khái niệm là kinh tế vỉa hè mà có nhiều chủ thể tham gia kinh tế vỉa hè. Đó là người dân bản địa, tức là người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, hay là người nhập cư, hay là mặt hàng nào, hay là người có vỉa hè, hay là người đi hàng bán hàng rong, vân vân. Thì phân loại ra và từ đó chính quyền sẽ có những cái ứng xử làm sao đó cũng như tiến sĩ Thành ấy, nó nhân văn. Bởi vì mọi cái can thiệp của chính quyền phải hướng đến thì ngoài cái chuyện chúng ta không chỉ là hướng đến cái mục tiêu trước mắt là đẹp đẽ cho đô thị hay là văn minh cho đô thị, mà cái hướng đến cuối cùng đó là chính là cái gọi là trật tự và ổn định xã hội. Và muốn trật tự và ổn định xã hội thì đời sống của người dân phải được bảo đảm.
bất kể là họ là nhập cư hay là ở đâu không biết, chưa cần biết, nhưng mà cái mục đích cuối cùng cao nhất mà chính quyền hướng đến phải là trật tự và ổn định xã hội để phát triển. Thế thì muốn như thế thì chúng ta khi chúng ta can thiệp thì chúng ta cần sự linh hoạt. Đấy. Thì tôi, quan điểm của tôi là về cái chuyện là biện pháp cứng, biện pháp gọi là quyết liệt, thì là tôi thấy cả cái một số cái ưu điểm và một số cái bất cập, cái tiềm ẩn là tạm thời là như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của thầy Đáng ạ. Thì không biết là thầy Thành và chị Giang thì có bổ sung gì thêm cho cái ưu điểm và nhược điểm của những cái phương hướng cực đoan này không ạ? Cái trước hết là trả lời thêm một chút, nó lớn bao nhiêu. Thế thì các bạn cứ hình dung như thế này. Bây giờ nhóm mà chúng ta đánh giá có thể là đứng theo cái tỷ trọng trong GDP của một thành phố, một quốc gia có thể không hẳn lớn, đấy là những người mà gánh hàng rong, đúng không? Thường là những người như anh Đáng nói là chúng ta hay nói là nhóm yếu thế, những người thu nhập thấp, người nghèo. Thế nhưng mà như tôi nói, nếu mà tính cái kinh tế vỉa hè là những cái gia đình mà có cái mặt tiền gắn với vỉa hè để kinh doanh, hoặc là những cái không gian mà ở đó người ta kinh doanh do là thói quen, do truyền thống hay là được nhà nước cho phép ấy, thì không nhỏ, thậm chí rất lớn. Phần lớn các cái kinh doanh ở Việt Nam và các thành phố là hộ gia đình hết và đều gắn với cái căn hộ của mình. Đấy, căn hộ ấy thì thường đúng không? Lại gắn với vỉa hè. Đây tôi chưa nói là chiếm dụng thêm vỉa hè hay không, nếu theo nghĩa rộng như vậy thì rất là lớn. Tôi nói góc độ kinh tế một chút. Trong kinh tế học ấy, thì bất kỳ một chính sách nào, một cái sự can thiệp nào của nhà nước ấy, thì thông thường nó đều có hai tác động. Rất khó có một chính sách mà tạo ra cái người ta gọi là hiệu quả Pareto, tức là có một nhóm người được lợi mà không, ít nhất là không ai bị thiệt cả. Ví dụ cái chính sách hướng mà tôi, anh Đáng, chị Giang, thì cái chính sách mà được gọi là tạo ra một cái hiệu quả Pareto là ít nhất là anh Đáng được lợi nhưng mà tôi với chị Giang là không bị thiệt gì. Đấy là khái niệm hiệu quả Pareto, nhưng cái ấy rất ít. Thông thường bất kỳ một chính sách nào vào, và trong trường hợp này kể cả với vỉa hè và kinh tế vỉa hè, thì nó sẽ có một nhóm bị thiệt và một nhóm được hưởng lợi. Và chúng ta thấy nếu ta cực đoan ở bất kỳ hướng nào, ở cái hướng là cho kinh doanh thoải mái, ai nào mà tận dụng được lúc nào thì kinh doanh được ấy, thì chắc chắn là xung đột rất lớn rồi. Bởi vì một cái tâm lý rất đơn giản là cái khu không gian ấy mà tôi càng chiếm dụng được nhiều thì càng tốt, lợi ích tư, lợi ích của chính tôi. Thế còn theo cái hướng cực đoan kia thì câu hỏi là anh nào lợi và anh nào thiệt. Anh thiệt đấy là những người, ví dụ quan niệm về hè, cái hàng hóa công là để cho người đi đường, tôi không được đi thì đấy là tôi bị thiệt. Đúng không? Quan niệm là không gian ấy là buổi chiều mọi người ra chơi, trẻ con là vui đùa, đấy là không được chơi thì đấy là bị thiệt. Thiệt đấy có thể tính bằng tiền không? Có. Thời gian nghỉ ngơi ấy tính đến sức khỏe, và sức khỏe là năng suất, là lao động, thì tính bằng tiền. Thì cái nhóm lợi thì là những người được kinh doanh hay là được lấn chiếm hay là được cho phép được kinh doanh. Cái bài toán ở đây lại là nếu một bên lợi và một bên thiệt, tức là không phải được cái Pareto, hiệu quả Pareto, thì và đấy là những chính sách thường xuyên nhà nước phải đối mặt, kể cả chính sách tốt. Thế thì cái cách ở đây là lại hỏi tiếp, thế thì liệu nhà nước có một cách nào, một cái chính sách nào để lấy được cái phần lợi của người lợi một bù cho người thiệt, để ít nhất cái kết cục cuối cùng, tức là cái outcome cuối cùng, nó là hiệu quả Pareto, đúng không? Tức là nó lại tạo ra, ví dụ anh này được hưởng lợi 8 đồng, tôi bị thiệt 4 đồng. Thế thì anh có cái cách nào, anh lấy của anh này 4 đồng đưa lại tôi thì tôi ít nhất là không bị thiệt, và anh ấy
vẫn được lợi 4 đồng, tức là Pareto đấy. Thế thì thông thường ta biết là nhà nước có cái gì, thuế này, chuyển tiền này, cái hỗ trợ này, đúng không? Và đấy cũng là một trong những giải pháp để mà khi chúng ta muốn tạm gọi là hướng tới một cái vỉa hè nó hoàn hảo hơn theo nhiều nghĩa, thì bao giờ bên cạnh ấy chúng ta phải đặt ra một bài toán để chúng ta giải, tức là chúng ta bù đắp lại cái thiệt cho những người bị thiệt mà họ chịu là gì, đúng không? Ví dụ như là đào tạo, ví dụ tạo công ăn việc làm, ví dụ, đúng không, cho họ tiếp cận những cái dịch vụ cơ bản, ví dụ như vậy. Nói thì là dễ, đây là bài toán, nhưng về nguyên tắc là như vậy, còn trên thực tế thì nó rất là khó. Và nếu nó gắn với cả văn hóa và truyền thống thì lại càng khó. Cho nên ở đây cái tính huyền chuyển, cái tính linh hoạt, đừng cứng nhắc về mặt chính sách là rất quan trọng. Tức là chúng ta thừa nhận trong quá trình chuyển động ấy nó vẫn có thể gặp những xung đột, gặp những cái nhóm có thể thiệt hơn một chút, lợi hơn một chút, nhưng như tôi nói, chúng ta không triệt tiêu nó về không được, mà chúng ta cố gắng tức là tối thiểu hóa ở cái mức mà nó không gây ra những cái xung đột quá lớn về mặt xã hội, mà tự họ sẽ điều chỉnh được và họ vẫn chấp nhận như là cái giá trị ứng xử được. Thế thì đấy là cái cách, cái giỏi của những người làm chính sách. Chứ còn nếu mà theo thuần theo cái chính sách kia muốn làm thì anh phải đo lường này, thống kê này, giám sát này, thì anh mới biết được thiệt hại lớn như nào, thì đôi khi chúng ta không bao giờ đủ năng lực làm cái điều như vậy. Cho nên rất văn hóa nhưng mà lại cũng phải rất dựa vào thị trường, rất dựa vào cái cách ứng xử để mà nhìn nhận, để mà điều chỉnh kể cả chính sách, để mà điều chỉnh cả cái cách ứng xử với cái nhóm được lợi hoặc là cái nhóm bị thiệt đó. Thì đấy là cái mà tôi muốn nói rõ hơn cái chữ linh hoạt mà gắn với câu chuyện chính sách, câu chuyện ứng xử văn hóa, câu chuyện lợi ích, các cái hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi ích đằng sau.